Khánh Lan xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, trong những chương trình trước đây về đề tài giáo dục với tiến sĩ Phạm Ngọc Tùng của SBTN Canada đã gây được sự chú ý rất nhiều của các bậc cha mẹ, bởi vì qua đó chúng ta có thể hiểu rõ nhiều hơn về những sinh hoạt học đường tại Canada. Và ngày hôm nay, Toronto Talk một lần nữa rất hân hạnh được mời tiến sĩ Phạm Ngọc Tùng trở lại để trình bày đến với quý vị một đề tài không xa lạ gì với các bậc cha mẹ, đó là khảo nghiệm học sinh tại học đường. Nghe qua, tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng đều nghĩ tới đó chỉ là những học bạ báo cáo những số điểm định kỳ của các cháu trong thời gian học tập. Thật ra nghe đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ tiến sĩ Phạm Ngọc Tùng để biết thêm về vấn đề khảo nghiệm học sinh tại trường học Canada. Dạ thưa, xin chào tiến sĩ Phạm Ngọc Tùng và xin mời ông gửi lời chào đến với lại quý khán thính giả của đài SBTN. Xin chào chị Khánh Lan và xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng tôi rất hân hạnh được trở lại ngày hôm nay để hầu chuyện quý vị về một cái đề tài. Như chị Khánh Lan nói là vấn đề mà theo dõi cái việc học hành của các em. Mà đặc biệt hôm nay thì chúng tôi muốn nêu vấn đề khảo nghiệm. Khảo nghiệm là viết tắt của chữ khảo sát và trắc nghiệm các em học sinh trong trường học. Dạ thưa, xin ông Tùng cho biết một vài nét đại cương trong cái vấn đề mà khảo nghiệm học sinh tại trường học. Thường thường như chúng ta biết ấy, thì như quý vị biết là trong cái học bạ định kỳ người ta gửi về nhà thì quý vị thấy rằng thầy cô chỉ cho điểm. Thì đó là một cái hình thức mà mình biết là làm sao mà những người dạy học người ta có thể đánh giá con em mình. Thế nhưng mà ngoài cái việc mà thầy cô đánh giá các em học sinh định kỳ đó, thì thầy cô cũng theo dõi các em. Nếu mà thấy các em có một cái điều gì khác thường, thí dụ như các em học đuối quá, các em nghe không được, hay là tay chân hay là người nó có một cái trở ngại gì đấy, hoặc là các em học rất là giỏi, thì trường hợp ấy không thể chờ được. Thành ra trường hợp ấy các thầy cô sẽ báo cáo lên ban giám đốc nhà trường để đưa những cái trường hợp ấy ra một cái ủy ban chuyên trách, tức là local school team. Để người ta, để cô giáo trình bày những cái nhận xét của cô về cái trường hợp em đó. Thì trong cái phiên họp của cái ủy ban chuyên trách thì gồm có thường thường là hiệu trưởng, một giáo viên chuyên trách về những vấn đề giáo dục đặc biệt, người lo về tâm lý, tức là psychologist, một người lo về ngôn ngữ tiếng nói, tức là speech pathologist, một người lo về bên mặt xã hội, social worker. Và thường thường á, là người ta cũng mời phụ huynh đến để nghe cái người thầy cô trình bày những nhận xét của về cái em đó. Thế thì sau khi trong cuộc họp thì tất cả mọi người sau khi nghe cô giáo hay thầy cô hay thầy giáo trình bày nhận xét, thì mỗi một bộ phận chuyên môn, tức là về tâm lý, về ngôn ngữ, về xã hội này kia các thứ, và về giáo dục đặc biệt, họ đưa ra những nhận xét của họ. Thì nếu như mà cái em đó chỉ cần sự hỗ trợ ở trong trường thôi đó, nó gọi là in school support, thì người ta sẽ đưa ra ví dụ một tuần em này sẽ học thêm một số giờ về vấn đề gì đó. Còn nếu như cái nhóm chuyên trách đã thấy rằng em này cần phải được trắc nghiệm thêm, ví dụ như trắc nghiệm về tâm lý, trắc nghiệm về tâm lý giáo dục đó, trắc nghiệm về tiếng nói, về ngôn ngữ, thì cái đó nó đã ra ngoài cái phạm vi của trường học. Thì không, thì trường hợp đó thì họ sẽ quyết định là đưa cái tên các em đó vào cho những cái bộ phận chuyên môn để họ làm khảo nghiệm. Thì lúc bây giờ đó là chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là khảo nghiệm, tức là khảo sát và trắc nghiệm các em đó. Thì cái khảo nghiệm nó có nhiều mặt. Cái mà thường thường chúng ta thấy là thường thường phụ huynh được hỏi là bây giờ em này đi trắc nghiệm về tai mắt. Đó, vì nhiều khi em nghe không được hay là mắt nhìn không rõ, thì đưa cho những cái vị chuyên môn về tai mắt. Hoặc là đưa đi bác sĩ gia đình để xem em có bệnh tật gì không. Đại khái như vậy. Rồi cũng có khi là đưa cho cái người chuyên viên về tâm lý để người ta làm trắc nghiệm, khảo sát trắc nghiệm về em đó. Hoặc là đưa cho người chuyên viên về ngôn ngữ với tiếng nói để xem là em này gặp trở ngại gì. Thì đấy là những cái khảo nghiệm mà thường thường là chúng ta thấy xảy ra trong trường. Cũng có những cái em
ở một nước khác mới đến, hay là tôi nói thí dụ như có một em học sinh Việt Nam mới ở Việt Nam quả, thì cái vấn đề không phải là trắc nghiệm về tâm lý, người ta muốn xem cái trình độ của em đó như thế nào, thì nó có một cái dạng đặc biệt ở trong Sở Giáo dục Toronto, nó gọi là khảo nghiệm đa văn hóa, nó gọi là Multicultural Assessment. Thì mục đích là để đánh giá xem cái trình độ của em có thể xếp em vào đâu. Thì đó là một loại khảo nghiệm nữa. Dạ thưa anh, có thể đi vào chi tiết một số những cái khảo nghiệm mình vừa nói hồi nãy? Tôi xin đi chi tiết một chút về vài khảo nghiệm để quý vị có một cái khái niệm rõ ràng hơn là khảo nghiệm nó là cái gì. Dạ. Tôi nói thí dụ như bây giờ về tai mắt thì quý vị biết rồi. Dạ. Tức là mình phải đưa đi bác sĩ, đưa đi chuyên viên về mắt. Tức là optometrist là cái người đó để người ta đo xem mắt hư hay là nhìn rõ hay không, phải đeo kiếng hay không. Yeah. Rồi chuyên viên về tai để xem em này nghe cái mức nghe như thế nào, tai nào nghe được, tai nào không nghe được, thí dụ vậy. Thì cái đó thì rõ. Yeah. Về thể lý đó thì có một cái chuyên viên người ta xem em này về hoạt động tay chân, thí dụ như chạy nhảy có vấn đề gì không. Yeah. Rồi khi viết thì chữ có viết đẹp hay không, có được hay không, hay là chữ cao, chữ thấp, chữ to, chữ nhỏ, đại khái như vậy. Yeah. Thì người ta xem rằng trong cái nói chung là cái não bộ khi nó điều khiển những cái bắp thịt đó nó có vấn đề gì không. Yeah. Thì đó là về thể lý. Một cái loại khảo nghiệm nữa nó gọi là về nghề nghiệp, nghe thì hơi kỳ nhưng mà sự thực ra không phải. Cái nghề nghiệp tức là tại cũng... vì các em đang học ở trong trường thì làm sao mà có cái phải khảo nghiệm về nghề nghiệp. Tại vì cái chữ trong tiếng Anh nó gọi là occupational assessment. Yeah. Thì nó cái người này người ta cũng xem rằng em này khi mà em mới nghe hay là em mới sử dụng tay chân thì có trở ngại gì không. Tức là nói đúng ra khi mà một cái người đi làm cái nghề nghiệp gì đó thì người ta cũng phải xem cái ngũ quan của mình, tai mắt rồi tay chân này kia là có tốt hay không. Yeah. Thì đó tức là occupational assessment. Yeah. Yeah. Rồi cái người mà lo về ngôn ngữ thì tiếng Anh nó gọi là speech, tức là tiếng nói, và language là hai cái đó riêng biệt. Yeah. Về cái speech là người ta xem những âm này nó phát âm có đúng không, nó sai chỗ nào, đại khái như vậy. Yeah. Rồi về ngôn ngữ thì xem em này về viết, về đọc. Thì hai cái lĩnh vực nó rõ ràng là speech language. Uh-huh. Rồi cái khả năng, thí dụ như bây giờ mình nghe được đấy, tai không có hư, nhưng mà mình có hiểu không? Có tiếp thu được hay đúng, là không? Đúng, đúng. Yeah. Cái đấy cũng là trong cái lĩnh vực của cái người speech and language. Yeah. Đó. Rồi cái mà thường xảy ra nhất á, mà tôi nghĩ rằng là quan trọng á, là cái khảo nghiệm về tâm lý giáo dục, tức là psychoeducational assessment. Thì thường thường do một cái chuyên viên về tâm lý, thì cái vị này thường thường phải có học vị tiến sĩ. Yeah. Ở Ontario phải có bằng tiến sĩ mới được gọi là psychologist. Chứ còn không nhưng mà cái người đó là làm ở trong trường hay là mình phải gửi đi ra ngoài clinic nào đó? Dạ không. Thường thường á thì ở trong sở giáo dục họ có cái người có một cái bộ phận về psychology, yeah, về tâm lý họ lo cái đó. Nhưng mà nhiều khi có quá nhiều học sinh. Thì ví dụ phụ huynh muốn con em mình được trắc nghiệm ngay thì xin phép đi ra ngoài mướn người. Ở ngoài cũng có nhiều vị chuyên viên về tâm lý, họ hành nghề tư thì họ có thể làm. Yeah. Thế nhưng mà cái đó là mình phải trả tiền. Yeah. Thế còn ở trong sở giáo dục thì mình không phải trả tiền. Yeah. Uh-huh. Thì đấy là một cái khi mà họ làm cái trắc nghiệm như vậy thì họ dựa vào đâu? Tức là trước hết là họ phải xem cái học bạ. Họ vào lớp họ quan sát cái em đó nó hành như thế nào. Rồi họ phỏng vấn phụ huynh. Sau đó người ta mới bắt đầu ngồi xuống người ta làm trắc nghiệm để xem em này là về trí thông minh như thế nào, về vấn đề thông đạt, tức là communication như thế nào, thế nào, đại khái để mà có thể giúp cho kết luận em đó được. Dạ. Nhưng mà thì sau cái phần mà trắc nghiệm như vậy đó, sau cái phần khảo nghiệm như vậy thì cái kết quả nó sẽ được công bố như thế nào hay là ra sao? Ngay khi mà tôi lấy trường hợp là và nếu mà về tai mắt thì rõ rồi, tức là phụ huynh phải báo cáo là con tôi mắt mũi tai không có sao hết. Yeah. trong một cái cuộc họp, tôi nói thí dụ như là một em học sinh được đưa ra cái nhóm chuyên trách trong tháng 3 thì có thể là 6 tháng họ xét lại. Yeah. Thì 6 tháng đó phụ huynh có kết quả về tai mắt hay những cái người chuyên viên khác có kết quả đó thì đến họp và báo cáo. Yeah.
Nhưng riêng về ngành về tâm lý giáo dục đó thì thường thường là nhiều em, thành ra có khi phải đến cả năm mới có kết quả. Yeah. Thì thường thường nó sau khi có cái kết quả của cái cuộc khảo nghiệm rồi thì người ta sẽ đưa ra một cái ủy ban trở lại cái nhóm chuyên trách để cái người chuyên viên nó báo cáo kết quả là chúng tôi khảo nghiệm em, chúng tôi thấy có những cái ưu khuyết điểm như thế này, và đồng thời cũng đề nghị những cái giải pháp để mà giúp đỡ các em đó. Yeah. Thế thì riêng cái trường hợp mà những em mà gọi là bị khuyết tật học vấn đó, tức là cái người chuyên viên về tâm lý người ta tìm thấy rằng em này phát triển không đạt, tức là có những lĩnh vực em rất khá nhưng mà có những lĩnh vực thì em lại không khá. Yeah. Thì tôi xin lỗi chị, cũng như một cái người bị tật về tay chân. Yeah. Người không sao hết mà cái tay bị. Yeah. Hay là cái chân bị. Yeah. Thì trường hợp đó người ta gọi là learning disability, tức là khuyết tật học vấn. Yeah. Thì nếu mà đã quyết định là em có những cái khuyết điểm lớn như thế đó thì nhà trường sẽ phải làm cái hồ sơ đưa em ấy ra ủy ban, nó gọi là định đạt và tái duyệt, tiếng Anh nó gọi là IPRC, tức là Identification, Placement and Review. Cái ủy ban đó là của Sở Giáo dục, tức là cấp cao đó. Yeah. Ở trên đó họ quyết định xếp em này vào loại đặc biệt. Sở dĩ mà phải có cái ủy ban quyết định là vì không phải ai cũng vào cái bộ phận lớp đặc biệt được. Là vì cái lớp đặc biệt nó tốn kém. Yeah. Nó ít học sinh, nó nhiều thầy, mà nó không có chỗ. Thành ra phải có cái ủy ban đó để người ta quyết định là em này có xếp vào cái loại đó hay không. Thì nếu mà em nó được xếp vào cái loại đặc biệt á, thì các em ấy sẽ có thể phải hoặc là chuyển trường tùy theo cái loại đặc biệt. Yeah. Tôi nói ví dụ bây giờ mà cái em đó bị về tác phong, tức là sao? Tức là em nó không phải là không thông minh, tay chân người không có việc gì hết, nhưng mà cái tâm, cái đầu óc không có được, tại vì em nó không kiềm chế được. Yeah. Cái tánh nóng của em á, em vào lớp anh đánh lộn hay đi ra ngoài trường sân đánh lộn, thì người ta không thể để em trong lớp bình thường được, người ta phải đưa em nó vào một cái trường đặc biệt. Trong đó có những giáo viên được huấn luyện đặc biệt để mà giúp các em đó. Yeah. Thành ra khi đó đó là họ sẽ phải chuyển các em đi những lớp. Thì những lớp đặc biệt đấy phần đông là ở một cái trường khác. Thì yeah, lúc bây giờ các em sẽ phải di chuyển sang cái trường khác. Thì ngoài những cái điều nêu trên thì có những cái gì đặc biệt hơn trong cái vấn đề khảo nghiệm các em mà ông muốn trình bày với quý khán thính giả của SPTN? Tôi muốn nói thêm một chút về cái phần khảo nghiệm về tâm lý giáo dục đó. Yeah. Là như hồi nãy thì ngoài cái vấn đề về tác phong, các em có thể là có vấn đề bị những cái bệnh thường mà gọi là tự kỷ đó, autism. Yeah. Đó. Autism, yeah. Là những cái bệnh mà các em ấy không có nói, tức là về ngôn ngữ bị khiếm khuyết và không thích chơi với ai hết, tức là cứ một mình tu thủi thôi. Yeah. Rồi có nhiều em không có nói được chữ nào hết, thành ra những em đó nó phải được xếp vào cái loại đặc biệt. Rồi cũng có những cái em về trí thông minh kém thì nó xếp vào cái loại mà nếu mà để cái em trong lớp bình thường các em không thể học được, thành ra phải đưa vào một cái lớp đặc biệt. Tức là những em mà ở trường hợp trí thông minh trong cái chỉ số trong khoảng 71-79 thì thuộc loại đó, thành đấy là trường hợp mà phải đưa các em đi. Cũng có những em thì lại rất giỏi. Giỏi quá cũng là giỏi quá thì cũng phải đưa ra để mà làm khảo nghiệm và đưa đi một cái lớp đặc biệt. Lý do là những em nó học trong lớp thì nó quá dễ. Yeah. Thành ra phải đưa nó vào cái loại gọi là xuất sắc, tức là gifted, tức là có năng khiếu đó. Yeah. Thì những cái lớp đó bài rất nhiều mà cái phạm vi nó học rộng rãi hơn. Thì để cho các em phát triển được cái trí thông minh, để các em có thể đúng chỗ. Đúng. Yeah. Còn nếu không để lớp bình thường thì cái gì em làm được thì nó phí đi. Thành ra đấy là cái vấn đề mà nói chung đó, ở trong Sở Giáo dục thì người ta muốn rằng các em cho dù là có khiếm khuyết hay là xuất sắc thì em nào cũng phát triển theo cái mức độ của mình. Trước khi tạm kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin nói thêm vài điều, bởi vì thì giờ nó có hạn đó. Yeah. Thì chúng tôi chỉ nêu một điều là thường thường khi quý vị nhận được cái bản phúc trình ấy, thì nó có một cái hình quả chuông, thống kê người ta cho biết em này nó đứng thuộc vào cái vị trí của em ấy trong cái quả chuông đó. Thì nói vắn tắt là các em càng ở dưới thấp thì các em càng kém, tại vì đó là theo phương pháp thống kê người ta xếp các em so sánh với những cái em khác đó, nó là như vậy. Thì một điều nữa tôi muốn nói là cái vai trò phụ huynh rất là quan trọng, tại vì chúng tôi biết là có nhiều phụ huynh không muốn được các em đi vào lớp đặc biệt. Yeah.
là vì sợ rằng vào đấy rồi nó học với những đứa kém rồi nó sẽ không khá được. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng để các em ở lại trong lớp bình thường thì cũng không có lợi, là bởi vì các em sẽ bị những trở ngại về tâm lý, các em có mặc cảm là kém, rồi các em cũng khó kết bạn. Thành thử ra cho các em đi học các lớp đặc biệt thì tốt hơn. Và cái điều cuối cùng chúng tôi muốn nhấn mạnh, điều này rất quan trọng, là nhiều khi những cái các em bị khiếm khuyết về học vấn, dù là thuộc diện nào, nhiều khi cái khiếm khuyết thì không quan trọng bằng những cái ảnh hưởng tâm lý xã hội. Thành ra phụ huynh phải lưu ý đến cái mặt tâm lý xã hội để giúp cho các em hiểu rằng là cho dù rằng mình có khiếm khuyết nhưng mà đã có người giúp và mình tiến theo cái sức của mình, miễn là mình kiên tâm bền chí thì mình sẽ thành công. Và với sự ủng hộ khuyến khích của gia đình thì các em sẽ cố gắng nhiều hơn. Vâng, đúng như vậy. Thành thử ra chúng tôi muốn nói một lần nữa là cái sự hỗ trợ về tình cảm, về tâm lý đó, nhiều khi nó quan trọng hơn. Ở trong trường về mặt chuyên môn thì đã có thầy cô rồi, nhưng mà họ không thể cung cấp được những cái hỗ trợ về tâm lý, về tình cảm. Và cái đó chỉ có thể trông nhờ gia đình, phụ huynh. Thưa, cảm ơn tiến sĩ Phạm Ngọc Tùng rất là nhiều đã dành thời giờ đến đây để có một cái buổi hội thảo rất là hữu ích. Và xin hẹn gặp lại, hy vọng là Khánh Lan sẽ được cái dịp gặp lại tiến sĩ vào một lần khác để chúng ta tiếp tục nói thêm về những đề tài giáo dục. Vâng, tôi sẽ được hân hạnh được trở lại nếu mà chị thấy rằng cái việc làm này nó ích lợi cho phụ huynh. Về sự thực ra thì tôi cũng muốn là mọi người hiểu biết càng nhiều bao nhiêu thì các em học sinh sẽ được giúp đỡ đúng đắn bao nhiêu. Dạ vâng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp.